Trương Thị Kiều vẫn dự bị thanh nhã đá chính trận quyết chiến Bồ Đào Nha. Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã có một số sự điều chỉnh nhân sự xuất phát. Trận thứ hai vòng bảng World Cup 2023 gặp Bồ Đào Nha vào 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, Trương Thị Kiều vẫn đá dự bị ở trận gặp đội nữ Mỹ cách đây vài ngày. Chấn giữ khung thành đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là thủ môn xuất sắc Trần Thị Kim Thanh. Cô đã thể hiện phong độ tốt ở trận đấu với đội Mỹ, thậm chí còn được chấm điểm cao hơn một số đối thủ chủ chốt của Mỹ. Trung vệ Lê Thị Diễm My sẽ đá thấp nhất hệ thống phòng ngự của đội nữ Việt Nam. Trên mi sẽ là Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu. Nhằm tạo ra thế trận an toàn, đội nữ sẽ bố trí Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Loan ở hai cánh, phía trên là hai tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, tiền vệ cánh gồm Nguyễn Thị Bích Thùy và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Đội trưởng Huỳnh Như đá cao nhất trên hàng công. Ở trận đấu ngày 27 tháng 7 giữa đội nữ Bồ Đào Nha và Việt Nam, trọng tài chính là bà Mukan Sanga của Rwanda. Các trợ lý Quincy Victory Mari Nioire trọng tài biên và Anahi Fernandez trọng tài bàn. Trọng tài Mukan Sanga trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012, từ cầm còi tại World Cup 2019 và trở thành trọng tài nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu tại CAN 2022 giải vô địch các quốc gia châu Phi. Bà cũng từng điều hành các trận đấu tại Olympic môn bóng đá nữ hay giải bóng đá nữ vô địch các quốc gia châu Phi CAF. Họp báo trước trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh hai đội đều thua trận đầu nên tôi nghĩ màn so tài này sẽ rất hay đối với cả hai đội. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đang đứng trên chúng tôi. Tôi đoán đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công, còn đội tuyển Việt Nam phòng ngự chặt và phản công nhanh. Tầm vóc sức mạnh thì chúng tôi khó bằng Bồ Đào Nha. Họ hay chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công vào hai biên của đối thủ. May mắn cho chúng tôi là đội nữ Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Famita Finto vì bị chấn thương. Đó là một gương mặt chất lượng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Ông Mai Đức Trung nói tiếp, ai cũng muốn giành thắng lợi, Tôi biết Bồ Đào Nha sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội nữ Việt Nam, nhưng đội cũng đã tập luyện bài phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nếu chúng ta cướp được bóng từ sân nhà, đội sẽ phản công nhanh về phía đối phương bằng hai ba đường truyền. Nếu thắng lợi thì rất tuyệt với đội nữ Việt Nam. Đội nữ Việt Nam sẽ ra sân với trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Còn thủ môn sẽ mặc trang phục toàn màu vàng.